Ngày 28 tháng 12, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phong đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Mười, sinh năm 1992, trú tại khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, 21 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm C khoản 1, điều 249 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cáo trạng tại phiên tòa, vào khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2022, bị can Mười đi đến khu vực cầu Phú Hài thuộc thành phố Phan Thiết gặp một thanh niên không rõ lai lịch, mua được một gói heroin với giá 2 triệu 200 ngàn đồng. Sau đó, bị cáo đem về nhà ở khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, phân lẻ thành 42 tép có cùng kích thước 1 x 2,5cm. Bị cáo Mười khai mình đã sử dụng 3 tép heroin. Đến 7 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2022, bị cáo tiếp tục lấy 7 tép heroin bỏ vào trong gói thuốc lá hiệu Z, rồi cầm đi đến thôn Thanh Tân, xã Chí Công, huyện Tuy Phong để chờ bạn đi biển, thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện và bắt giữ cùng tang vật và 300.000 đồng. Sau đó, Mười tự nguyện giao nộp 32 đoạn ống hút nhựa màu vàng được hàn kín có kích thước 1 x 2,5cm, bên trong có chứa chất dạng rắn cất giấu trong tủ quần áo tại nơi ở. Qua giám định, số lượng heroin mà bị cáo Hoàng Văn Mười đã tàng trữ có khối lượng 1,9567 gram. Đáng nói là bị cáo Mười vừa chấp hành xong án phạt 18 tháng tại cơ sở cai nghiện bắt buộc vào ngày 7 tháng 6 năm 2022 mới đây. Và trước đó, ngày 20 tháng 3 năm 2013, bị cáo Mười bị Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phong xử phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Và năm 2012, bị cáo Mười bị áp dụng biện pháp giáo dục về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, bị cáo Mười đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm S khoản 1, điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với người thanh niên đã bán heroin cho bị cáo ở khu vực cầu Phú Hài thuộc thành phố Phan Thiết, do chưa rõ nhân thân lai lịch nên sẽ tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.